Thật ra chị thấy bình thường thì chị biết Alan C2 vậy thôi, nhưng mà rồi tự nhiên thấy Alan xuất hiện đủ thứ hết, đủ mọi nơi vậy đó. Mà Ngày thứ nhất là này thì chị ngồi chị, tại vì thật ra cái này thì nhiều lắm, em hiểu đầu không? Chị ngồi chị coi chị thấy là lạ, chị mới tới. Chị là người tìm tới đó, đây là ai nấy mấy người đại lý kia là được được giới thiệu, còn đây không ai giới thiệu. Chị lạ chị tới, mà xin lỗi tại vì chị đứng trong mé marketing, thật ra chị đứng marketing hơi lâu, cái gì lạ chị mới vào vậy đó. Tới chị thấy có nhiều cái hay, ví dụ như chị ăn sầu riêng thế cơm mặt nó nổi lên xong xuôi rồi chị chấm á, nó hết ngay à đó, như vậy. Chị tới chị thấy sản phẩm hay, nhưng mà chị xin lỗi mấy em là tại vì chị của Mass Spanish, chị của mấy mẹ, vì chị cho có cái tiệm nhỏ quen với chị phát triển trong thị mẹ, trường mẹ, thế là cộng chị đồng lại mẹ, thích cộng đồng à, Lào à, chị làm. Cái Và hôm nay tới là tại vì chị chỉ để con cho Thu Hằng chơi tí thôi, nhưng mà chị đã đoán là hôm nay thế nào ai nấy bị kẹt hết rồi, chứ không không có nhiều người đến được. Bình thường thứ sáu sao đâu, bởi vì mình cũng đó. mệt mỏi. Nhưng mà hôm nay có hai vị khách rất là quan trọng là Phố biển, vậy phố Phố biển phải biển đi sau đó. Phố luật biển sư này anh Linh lại đồng là nick, còn đây là những cái decor của chị Thu rất là đẹp. Việt Nam á, nếu mà không không nhậu đó thì không có ký được hợp đồng, mà bất kỳ một cuộc nhậu nào, một cuộc ăn uống nào á, cũng rất là thịnh soạn, ăn rất là nhiều chất thịnh soạn và uống cũng rất nhiều đủ các loại rượu như Chivas rồi rượu Martell rồi rượu Hennessy vân vân. Thì khi các anh chị phải uống nhiều như vậy đó thì rất là mệt. Và Hằng chỉ dẫn cho một cái sản phẩm này vừa hết cho sức khỏe Energy Sandy, thì mọi người bây giờ coi cái sản phẩm là một biểu bối. Một biểu bối thì mỗi một lần mà mua order đó thì có hàng thùng thì Hằng nói chị trời ơi các anh uống thì mà uống nhanh thế, không có đủ chia rồi còn biếu sếp để pha để tắm. Đấy là những cái cách mà một số những người mà sang trọng hơn đó, họ sử dụng cho cái sản phẩm này. Thì cũng một thời gian để đàm phán làm việc thì bây giờ đó một tập đoàn ở bên châu Á đó họ hợp tác với hàng họ làm đó, họ order 600 container một tháng cho sản phẩm này để phát triển ở châu Á và một số các nước ở Đông Âu đó. Thì đấy là một trong những cái mà mình cũng xin nói là đấy là một cái sự thành công của sản phẩm. Tại vì mình có nói 1.000 lời hay đúng không? Mình có nói nó tuyệt vời như thế nào, nhưng mà không bằng là những cái những người đã sử dụng và không bằng cái thép này nói lên được tất cả đúng không? Nên là Hằng cũng tin tưởng một sản phẩm mà mình có thể đưa vào cho toàn cộng đồng của mình ở đây hoặc là các cộng đồng khác ở bên nước Mỹ này sử dụng. Tại vì ở Mỹ thì không thiếu nhiều, ở Mỹ là nhiều sản phẩm lắm, nhưng mà mình lựa chọn làm sao một sản phẩm mà nó hữu ích cho mình, cho bản thân, cho gia đình và bảo vệ được sức khỏe cho gia đình mình. Thật sự với những người mà có con cái mà bé đó cũng rất là cần, phụ nữ có thai cho con bú cần nhiều hơn, con thì cần phát triển chiều cao và trí não cũng rất là cần, tức là ai ai cũng cần. Thành ra Hằng Hằng mới nói là sản phẩm này giống như là một người bạn thân thiết, mình có thể mình ôm mình ngủ cũng được. Nói thế thì nó hơi quá, nhưng mà như Hằng á hả, ở trong phòng của Hằng cũng có một chai để khi mỗi một lần make up á mình bôi trước trước khi đi ngủ mình bôi, trong phòng tắm mình cũng có một chai, trong phòng bếp mình cũng có một chai để mà mình sử dụng cho gia đình đó. Thì đấy là một trong những cái sản phẩm Hằng thấy rất là tiện lợi. Mà các anh chị thấy nếu mà Hằng kể ra mà sản phẩm mà xài từ con nít đến người già như vậy là cái market 100% là của mình. Nhưng mà ăn thua là các anh chị thì mỗi người có một cái thế mạnh, chẳng hạn chị có đài, anh Vinh thì có hệ thống nail, hệ thống nhà hàng, các anh chị có tiệm beauty hoặc là có những cái hệ thống khác thì mình có thể đưa vào hệ thống.
Hằng cũng có nói chuyện với bên cộng đồng đó, các anh trong ban lãnh đạo cộng đồng. Lẽ ra là hôm nay là các anh ấy tới đây, nhưng vì đang có một cái buổi quyên góp cho chùa Điều Ngự, thành là các anh xin phép là phải đi sang bên kia vì đã có hẹn trước để quyên góp cho chùa Điều Ngự. Thì Hằng cũng muốn đưa một cái sản phẩm vào với cộng đồng đó, tức là giúp sức khỏe cho cộng đồng. Thì hy vọng các anh chị ở đây mỗi người góp một bàn tay giúp Hằng để mà mình cùng chung vào mình làm cho một cái sản phẩm nó thành công, và quan trọng là giúp được nhiều người bảo vệ sức khỏe. À, còn hôm nay thì chắc là nếu mà chương trình xổ số hôm nay thì chắc là toàn phe ta thôi. Thì chắc là anh Vinh thì Hằng cũng đã gửi tặng sản phẩm rồi, nhưng mà chắc là mình sẽ tặng cho chị Dominique, luật sư Dominique, để về dùng. Còn phe ta thì cũng đã có, ai cũng có hết rồi. thì cũng tuần tới vào giờ này vào thứ sáu thì mình sẽ có một cái buổi như thế này đó. Thì hy vọng là mọi người tham dự đông đủ rồi mình về mình dùng cho mình, cho gia đình, và cũng hợp tác chung với Hằng để cho sản phẩm được đưa đến nhiều người sử dụng. Và Hằng cũng rất là cảm ơn cái buổi ngày hôm nay. Bây giờ thì mời các anh chị tiếp tục thưởng thức những cái món ăn mà thật sự đây là Hằng nấu nha, Hằng không có đi mua đâu. Rồi, thank you Hằng. Mọi người dùng đi.